Audio Jungle. Xin chào bà con, thì lâu nay á mình cũng quay bà con xem về cũng có nhiều clip của nhiều vườn bà bút chúng ta nó hay bị tình trạng mà chết ngọn, khô ngọn và héo rũ ở trên cây bà bút á, chết từ trên ngọn chết xuống á. Thì như trên clip mình quay bà con xem á, đây là vườn của anh Sướng ở thôn Quang Trung, xã Ea Tăng, huyện Cà Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk đây. Thì đây là cái vườn bơ của anh á, thì có trồng có 4 năm có, 3 năm có, thì nói chung là cây rất là tươi tốt. Thì hôm nay tới vườn của anh kiểm tra thì nó xảy ra cái tình trạng là chết ngọn như thế này. Thì hầu như không phải là một mình vườn của anh Sướng mà hầu như đa số bà con chúng ta thì ai cũng bị cái tình trạng này. Thì cái đối với cái phương pháp mà xử lý và khắc phục á, đối với cái bệnh mà chết rũ chết ngọn này nè, thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì đó, bà con nhìn nhận những cành cưa ra nó bị thâm đen vết cắt của cây rồi. Thì việc đầu tiên á, là mình hướng dẫn cho bà con á, là đối với những cái cành mà đã chết á, khi mà chưa xâm nhập vô tới chỗ cái tế bào thân gỗ á, mà ở cạnh những cái nách cành như thế này á, thì bà con có thể cưa cho mình đi. Thì cái việc này là đối với những vườn rất là nặng rồi thì mình cưa rất là sâu để khắc phục cái tình trạng và vi khuẩn này nó xâm nhập như thế này. Thì đây là theo quan điểm cá nhân của mình nha, thì nó xâm nhập vô, nó gây hại vô các tế bào mạch dẫn của cây bơ chúng ta. Thì đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn tùy vào bà con nông dân sẽ có những cách khắc phục khác nhau. Có thể bà con không cưa, bà con phun thuốc cũng được. Nhưng mà những cách của bà con thì tốt nhất nên cưa, vì nó đã chết hết rồi, chết toàn bộ của thành cây thì bà con nên cưa đi. Cưa tới đó bà con tiến hành phun thuốc thì nó sẽ dừng lại, nó không bị phát tán được cái cành bơ của mình, nó chết thêm. Thì cái trường hợp này á, thì mình nhắc lại nha. Thứ nhất á, là những cái cành chết á, bà con tiến hành cưa cho mình, cưa rất là sâu nha. Có nghĩa nếu như cái cây bơ chúng ta nó chết một phần á, của cái cành cây á, thì con cưa sâu vào tới cái đoạn mà nó tươi, nó không bị héo nữa, và con cưa cho mình. Sau đó con bấm bỏ tất cả những cái cành mà bị chết. Thì đây là trực tiếp mình hướng dẫn tại vườn của anh Sướng này, là chỉ cho anh cưa những cái đoạn nào quan trọng cần cưa và cưa như thế nào cho nó hiệu quả. Thì về cái vườn bơ bút á, thì năm nay thật sự là giá thành tới thời điểm này rất là cao, dao động từ 60 đến 80 nghìn một cân rồi. Thì cái đó là bơ bút năm nào cũng dao động tháng 10 âm lịch như thế này, hay gọi là tháng 11 á, thì lúc nào cũng tăng vọt. Thì đó là mình chia sẻ về cái cá nhân của mình. Thì ra là đang cưa, sau khi mình cưa xong á, thì bà con tiến hành phun thuốc cho mình. Thì những dòng thuốc nó chuyên về trị khuẩn, có thể bà con vừa nắm vừa khuẩn bà con phun vào cho mình. Qua đó bà con phải xen phun vào thuốc côn trùng chết thúc để tránh tình trạng nó lây lan qua những cây khác, trồng khác của chúng ta. Cái lưu ý là bà con nên cưa kỹ cho mình nha, cưa sâu cho mình luôn nha. Cái đó là mình nhắc nhở bà con á. Thì vườn của anh Sướng á, thì nó có bị một cây, thì mình cũng khuyên anh là cưa cắt hết những cái cành mà nó bị đó để tránh tình trạng nó lây lan. Cái việc mà khắc phục cái bệnh này á, nó cũng cần có thời gian. Thì đối với những vườn mà con chưa bệnh á, thì mình cũng khuyên mà con nên phun phòng đi để tránh tình trạng bơ chúng ta nó bị gây hại, nó chết đi á, thì chúng ta rất tiếc. Vì để cho bà con mà trồng thêm một cây bơ á, 4-5 năm như cây bơ này á, đó bà con giờ thấy cưa tiếc không? Cưa nguyên một nhánh lớn này để khắc phục cho chồi mới ra. Và khi chồi mới ra thì nó rất là chậm trễ vào cái vườn bơ của chúng ta, sau này nó ảnh hưởng năng suất và nó chậm hơn so với những cây trồng khác, so với những cái đám bơ khác. Vì thế này, sau khi mình cắt bỏ xong á, thì bà con nên tiêu hủy những cái cành bơ bệnh này, đúng không? Con đem xuống hố hoặc là đem đi đâu phơi chúng ta đốt, đừng để trong vườn chúng ta hay bị tình trạng lây lan. Cái việc cưa này, những cái bơ rất là lớn này thật sự rất là tiếc, nên chúng ta cần phải xử lý và phòng bệnh nha. Cái đó là mình chỉ chia sẻ những cái cá nhân của mình để hướng dẫn bà con nông dân. Thì mình nhắc lại là nỗi bà con nông dân chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm khác nhau. Thì mình quay này mình chia sẻ về cái quan điểm cá nhân của mình. Có thể bà con áp dụng, bà con không áp dụng cũng được. Bà con có thể phun thuốc hay không cưa cũng được, thì nó rất nhiều cái phương pháp. Nhưng theo mình là bà con nên cưa bỏ những cái cành này đi, và phun thuốc ra cho đứng lại, nó không bị phát tán cây bơ chúng ta nó bệnh thêm. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ tiếp tục quay tất cả các vườn bơ và cách xử lý những cái bệnh ở trên cây bơ bút, để cho bà con có một cái mùa bội thu và năng suất cao và nó đạt hơn với cây bơ chúng ta. Xin cảm ơn bà con ạ.